Thưa quý vị, trong 3 tuần qua, thành phố cảng Mariupol là một trong những địa điểm xảy ra giao tranh dữ dội nhất giữa các lực lượng Ukraine và Nga. Quân đội Nga đã bắt đầu khép vòng vây ở Mariupol từ ngày 1 tháng 3, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng phòng thủ trong thành phố. Đến hôm 21 tháng 3 vừa qua, Nga đã ra tối hậu thư yêu cầu các đơn vị bảo vệ Mariupol hãy hạ vũ khí đầu hàng. Nga đang quyết tâm kiểm soát thành phố cảng chiến lược này, bởi nếu điều đó xảy ra, Nga có thể tăng áp lực kinh tế với Ukraine, đồng thời nâng cao nhuệ khí của lực lượng tham gia chiến dịch. Chính quyền thành phố Mariupol cho biết 80% cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị hư hại, một số bị phá hủy hoàn toàn. Thành phố hiện không có nước và điện, trong khi khoảng 400.000 cư dân được cho là vẫn mắc kẹt giữa các cuộc giao tranh và pháo kích. Sau tối hậu thư của Nga mới đây, ngay lập tức Ukraine đã bác bỏ, khiến chiến sự tăng nhiệt ngay sau đó. Hội đồng thành phố Mariupol ngày 22 tháng 3 cho biết hai quả bom siêu mạnh đã phát nổ và làm rung chuyển cả khu vực. Giữa lúc các nỗ lực sơ tán dân thường đang diễn ra, Hội đồng thành phố ra thông cáo cho hay đối phương muốn xóa sổ và biến Mariupol thành tro bụi. Theo giới chuyên gia, nếu để mất quyền kiểm soát Mariupol, Ukraine sẽ phải hứng chịu đòn giáng nặng nề về kinh tế. Chiếm được Mariupol cũng sẽ là thắng lợi mang ý nghĩa biểu tượng đối với Nga trong bối cảnh lực lượng này tiến quân chậm chạp ở nhiều khu vực khác khắp Ukraine. Thành phố trên bờ biển Azov này án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với Donbass, vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Đó là một thành phố cảng lớn và là căn cứ của các lực lượng vũ trang Ukraine. Vì thế, nếu Nga muốn tạo một hành lang chân đất liền từ Donbass đến Crimea, họ cần phải kiểm soát thành phố này. Mariupol nằm cách vùng lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donbass khoảng 30 km. Nếu một hành lang như vậy được thiết lập và duy trì, nó sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của Nga tới Crimea, vốn hiện tại chỉ thông qua đường biển cùng một cây cầu ở eo biển Kursk. Mariupol là một trung tâm luyện kim, sản xuất máy móc hạng nặng và sửa chữa tàu biển. Các nhà máy thép lớn nhất Ukraine thuộc sở hữu của tập đoàn luyện kim hàng đầu đất nước Metinvest đều nằm ở Mariupol. Một trong số chúng, Azovstal, đã bị hư hại nặng do giao tranh trong tuần qua. Mariupol cũng sở hữu cảng thương mại lớn nhất trên biển Azov, nơi Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, sắt thép và máy móc hạng nặng. Năm 2021, hàng hóa xuất khẩu của Ukraine khởi hành từ cảng Mariupol chủ yếu đến các nước châu Âu và Trung Đông như Italia, Liban hay Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới phân tích, nắm quyền kiểm soát Mariupol cũng sẽ là một chiến thắng mang ý nghĩa biểu tượng to lớn đối với nỗ lực phi phát xít hóa Ukraine của Nga. Mariupol từng là căn cứ địa của tiểu đoàn Azov, lực lượng bán quân sự có nguồn gốc từ các nhóm cực hữu và tân phát xít Ukraine. Mariupol thất thủ cũng sẽ có tác động lớn về mặt tâm lý đối với cả hai bên trong xung đột. Một chiến thắng ở Mariupol sẽ tạo cơ hội để Điện Kremlin cho thấy rằng Nga đang đạt được những tiến bộ nhất định và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự. Còn đối với Ukraine, để mất Mariupol sẽ là một đòn giáng mạnh, không chỉ về mặt chiến lược và kinh tế, mà còn đối với cả tinh thần của các lực lượng đang tham gia chiến đấu. Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 22 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết, tư cách thành viên của Nga tại nhóm các nền kinh tế lớn G20 trong bối cảnh nước này triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể sẽ được thảo luận với các đồng minh châu Âu, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị thăm châu Âu vào tuần này. Khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Biden có xem xét loại Nga khỏi G20 trong cuộc họp sắp tới của ông với các đồng minh EU ở Brussels, Bỉ hay không, ông Sullivan cho biết Mỹ tin rằng Nga sẽ không thể hoạt động bình thường trong các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế. Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Sullivan cho biết Tổng thống Putin đã từng nêu lên mối nghi ngại về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong những ngày đầu của cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi hành động của Nga, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Được biết, các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga sẽ được ông Biden và các quan chức châu Âu công bố vào ngày mai, 24 tháng 3. Cuộc họp sẽ tập trung không chỉ vào việc bổ sung các lệnh trừng phạt mới, mà còn bảo đảm rằng có nỗ lực chung về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt đó. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, trong hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Biden xem xét những điều chỉnh dài hạn đối với vị thế của NATO và công bố hành động chung nhằm đảm bảo an ninh năng lượng của châu Âu và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Theo Nhà Trắng,
Tổng thống Biden dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO và các cuộc họp khác tại Bruxelles vào ngày 24 tháng 3. Sau đó, ông sẽ tới Ba Lan gặp Tổng thống Andrzej Duda để thảo luận về những phản ứng với cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine gây ra. Phát biểu trước các sinh viên tại Viện Nhà nước về quan hệ quốc tế Moscow hôm 23 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Nói về các ưu tiên của chính sách đối ngoại Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine, ông Lavrov cho rằng việc kết thúc sớm đàm phán Nga-Ukraine là không có lợi cho Mỹ. Theo ông, Washington muốn tình trạng giao tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh Nga không chống lại nỗ lực trung gian hòa giải của phương Tây trong các cuộc thương lượng với Ukraine, nhưng chắc chắn có một số lằn ranh đỏ không nên vượt qua. Khi được hỏi về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho rằng điều này có thể dẫn tới một cuộc đụng độ giữa quân đội Nga và lực lượng NATO. Bình luận về các lệnh trừng phạt lớn và nhiều chưa từng có tiền lệ mà phương Tây áp lên Nga sau khi Nga động binh ở Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các lệnh trừng phạt đó là nhằm xóa bỏ Nga với tư cách một sự trở ngại lớn đối với thế giới đơn cực. Trong khi đó, Mỹ cho rằng Nga đang xâm lược Ukraine, trái với tuyên bố của Moscow về một chiến dịch quân sự. Trước đó, Mỹ đã công khai thông tin tình báo của họ về một chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Mỹ nói rằng việc họ công khai thông tin tình báo nhằm tạo áp lực dư luận ngăn Nga tiến hành xâm chiếm Ukraine. Mặc dù tuyên bố không đưa quân vào trực tiếp chiến đấu ở Ukraine chống lại quân Nga, nhưng Mỹ đã và đang viện trợ quân sự, bao gồm vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine đối đầu với Nga. Đồng thời, Mỹ phối hợp với các đồng minh tung ra hàng loạt gói trừng phạt kinh tế và ngoại giao hết sức nặng nề nhằm khiến Nga chùn bước trong hoạt động quân sự ở Ukraine và rút quân khỏi đây. Thưa quý vị, còn Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan hôm nay ngày 23 tháng 3 cũng ra tuyên bố nước này trục xuất 45 nhà ngoại giao của Nga với lập luận rằng họ hoạt động gián điệp, trong khi đại sứ Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Đại sứ Nga tại Ba Lan, ông Sergei Andreev xác nhận việc trục xuất, nói với các phóng viên rằng những cá nhân liên quan bị yêu cầu rời khỏi Ba Lan trong vòng 5 ngày. Ông cho rằng không có căn cứ nào cho những cáo buộc kiểu này và nhấn mạnh Nga có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, đại sứ Andreev cũng nhấn mạnh quan hệ ngoại giao song phương vẫn được duy trì, đại sứ quán vẫn tiếp tục hoạt động. Trước đó, cơ quan phản gián Ba Lan đã lập danh sách 45 người Nga và chuyển cho Bộ Ngoại giao Ba Lan. Cơ quan này cũng bắt giữ một công dân Ba Lan vì tình nghi làm gián điệp cho đặc vụ Nga. Quan hệ giữa Moscow và Warsaw đang căng thẳng vì chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Hôm 21 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cảnh báo Ba Lan sẽ phải trả giá đắt vì hội chứng bài Nga. Ông Medvedev nhắc tới quyết định trước đó của Thủ tướng Ba Lan về giảm phụ thuộc của nước này vào nguồn năng lượng Nga và cắt quan hệ kinh tế với Moscow để phản đối chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thủ tướng Ba Lan dự kiến đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24 tháng 3. Sự kiện được Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg triệu tập nhằm thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cũng như năng lực phòng thủ và răn đe của Liên minh quân sự. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận đơn vị này vừa tiến hành bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn, Nguyễn Thế Tuấn, để điều tra và làm rõ các vấn đề có liên quan đến những sai phạm trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Các lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra nên chưa rõ thông tin cụ thể về vụ việc. Ông Nguyễn Thế Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn, tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thị xã Từ Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và tháng 6 năm 2020. Trước khi làm Phó Chủ tịch thành phố, ông Nguyễn Thế Tuấn làm trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Từ Sơn. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đó là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Đào Công Thiên. Cùng bị xét xử còn có ba cựu Giám đốc Sở, đó là Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Lê Văn Rẽ, một cựu cán bộ Sở là Trần Văn Hùng do liên quan đến dự án Núi Chín Khúc. Theo cáo trạng, thì các bị cáo trên có những hành vi vi phạm về giao đất, điều chỉnh dự án, chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất tại Núi Chín Khúc thành đất ở, cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Khánh Hòa tại hai dự án trên trái pháp luật về đất đai, trái các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và của tỉnh ban hành. Trong đó thì các bị cáo Thắng, Thiên Thái có hành vi vi phạm trong dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự. Còn các bị cáo Vinh, Rẽ có hành vi vi phạm trong dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung.
Riêng hai bị cáo Điệp Hùng có hành vi vi phạm trong cả hai dự án nói trên. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thì các bị cáo nêu trên sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm công khai từ ngày 4 tháng 4. Theo cáo trạng, 7 bị cáo trên đều có hành vi vi phạm khoảng từ năm 2011 đến năm 2015 trong quá trình cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Khánh Hòa thực hiện hai dự án tại núi Chín Khúc. Đó là các dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự hơn 513,53 ha thuộc 7 xã trên núi và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung bao gồm 19,56 ha gồm đất rừng thuộc tiểu khu 573 xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. Vào ngày 23 tháng 3, Công an phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành điều tra 3 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng bao gồm Nguyễn Ngọc Sơn, 29 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, Nguyễn Hải Phong, 28 tuổi và Dương Hoàng Tuấn, 47 tuổi, cùng quê ở An Giang. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 3, Công an phường An Phú tuần tra trên đường D23 khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú thì phát hiện nhiều xe máy có biểu hiện nghi vấn được bốc lên ô tô tải do Nguyễn Hải Phong làm tài xế. Tiến hành kiểm tra hành chính thì lực lượng công an đã phát hiện trên ô tô có 5 xe máy các loại nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký. Làm việc với cơ quan công an thì Nguyễn Ngọc Sơn khai cho biết những xe máy trên là sản phẩm trộm cắp nhưng vẫn mua với ý định là bán lại để kiếm lời. Sơn liên hệ với Nguyễn Hải Phong để vận chuyển về An Giang với giá là 400.000 đồng một chiếc. Phong thuê Tuấn hỗ trợ đưa xe máy lên ô tô tải. Bước đầu xác minh, hai xe máy là tang vật trong vụ trộm vào ngày 22 tháng 3 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh và Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Một xe bị trộm cùng ngày tại khu vực chung cư Khang Đan, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dồn điền đổi thửa để tạo ra những cánh đồng lớn cho sản xuất là chủ trương được nhiều địa phương triển khai khi mà xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, sau nhiều năm dồn điền, nông dân vẫn không thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo theo nhiều hệ lụy. Cánh đồng này là diện tích ruộng chia theo diện 03, thời hạn 50 năm cho nông dân khi địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 2014. Tuy nhiên, từ đó đến nay, 8 năm trôi qua, nông dân ở đây vẫn chưa được cấp sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có một số quen biết với cán bộ hoặc là gia đình cán bộ là có như vậy là ruộng, là có sổ cấp ruộng rồi. Chứ còn như vậy là khoảng một nửa dân hiện nay là chưa có sổ. Thế còn cái thuế má hàng năm vẫn đóng đầy đủ từ năm 92, vẫn đóng đầy đủ cho đến bây giờ. Thực tế mà nói như vậy là không biết một cái hóa đơn chứng từ nào cả mà hàng năm vẫn nộp, tức là mang lên nộp là chỉ có ghi vào sổ xong là ký là như vậy là mời ông về có thế thôi. Không được cấp sổ nhưng vẫn phải nộp thuế không chứng từ, sự thiếu minh bạch khiến người dân bức xúc. Thêm một sự bức xúc khác là tình trạng lấn chiếm đất đai, công trình thủy lợi gây khiếu kiện kéo dài. Một ví dụ là công trình nhà ở trên hệ thống hành lang của cống thủy lợi tưới tiêu này. Bây giờ người ta lại mua xi cát, người ta đổ lấp lên con đường cống rãnh đó. Thế bây giờ con đường cống rãnh của xóm chúng tôi đi ra là bây giờ nội ngập đến đầu gối chân. Đấy, nước ngập đến đầu gối chân. Nên báo chủ tịch địa chính và vào để can thiệp vào trong đó. Thế nhưng không thấy chủ tịch vào, chủ tịch bảo thế này, bảo là bác cứ về cho em vào. Về từ lúc 8 giờ thì gọi lên thì không thấy vào. Hiện nay ông bí thư đấy, ông ấy làm nhà lên mương máng rãnh nước của làng. Mương máng rãnh nước của làng kia, của thủy lợi, giao thông thủy lợi kia. Thì ông không khá. Thế mà có người ta làm ra có độ vài mét, gọi hay là có số mương vài mét đi giáp với cạnh đường. Thế là cho quân quyền xuống phá. Thế thì tôi hay hỏi cái chuyện đó thì sao? Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Đồng Tiến thừa nhận tiến độ cấp sổ đỏ mới chỉ đạt khoảng 30%. Vì nhiều lý do, xã cũng đang xác minh các nội dung khiếu kiện, việc xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông, thủy lợi. Một số hộ gia đình thì cũng đã có vi phạm thật, thế nhưng mà chúng tôi cũng đã viết báo cáo về huyện, báo cáo về tỉnh là chúng tôi dần dần khắc phục các hộ vi phạm. Đấy. Chứ không phải không mà cũng trả lời công dân như vậy rồi. Đấy, cho nên là chỗ đồng lại xin nhắc lại nhấn lại cái chỗ đồng chí bí thư là một đầu 2 mét. Một đầu 24, 2 mét là đủ. 2m4 là vượt đấy. Đó, 2m4 là vượt. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã khẳng định ở đây là có vi phạm một chút. Một chút. Nhưng mà đấy thì nó không vi phạm ý kiến.
Đại diện xã Đồng Tiến khẳng định sẽ thúc đẩy nhanh việc cấp sổ trong năm nay và yêu cầu các hộ vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi tự tháo dỡ phần vi phạm.